Anh Khoa và ban biên tập của chương trình xin gửi đến tất cả các khán giả truyền hình đang cùng đến với chương trình quen thuộc Chat Với Sao và một trong những ngày thật đặc biệt và thật ý nghĩa đối với mọi người Việt Nam của chúng ta, Tết Nguyên Đán. Và không biết nói như thế nào về những giây phút thiêng liêng như thế này, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ và cùng gặp gỡ vị khách mời sẽ cùng sông đất và chia sẻ những điều thật thú vị đầu năm với tài lộc, với may mắn và những câu chuyện thú vị về con đường để đi đến thành công. Nào, chúng ta sẽ cùng nhau sông đất và gặp gỡ khách mời đặc biệt, nữ ca sĩ Mỹ Linh. Mỹ Linh xin chào anh Khoa và xin chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi màn ảnh nhỏ truyền hình. Và nhân dịp xuân Tân Mão, Mỹ Linh xin gửi đến tất cả quý vị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, may mắn, an khang, thịnh vượng. Và thay mặt cho ban biên tập của chương trình, xin gửi chị một bao lì xì may mắn đầu năm. Đây là con mèo phải không? Dạ vâng. Khoa, con mèo này cũng là năm tuổi của Mỹ Linh. Dạ. Mỹ Linh cũng là tuổi con mèo và mong rằng năm nay con mèo sẽ mang lại may mắn cho Mỹ Linh cũng như mang lại may mắn cho tất cả mọi người. Năm nay thì chị đón giao thừa như thế nào ạ? Gia đình mình rất là đơn giản thôi. Tết giao thừa bao giờ cũng là giây phút ấm cúng, cả nhà quây quần bên nhau. Và cái ngày đó sẽ là một ngày mà không ai sẽ nói những lời xấu cả. Sẽ luôn chọn những từ ngữ đẹp đẽ để nói với nhau. Và cái giây phút đó rất là thiêng liêng. Nên là bao giờ anh Quân là chồng của mình cũng mở một chai rượu nhỏ thôi. Và hai vợ chồng uống với nhau nâng ly champagne á, dạ, để mừng một năm mới. Mong rằng mọi thứ không hay hoặc là chưa làm được nó sẽ ở lại với năm cũ. Và mọi điều tốt đẹp nó sẽ đi vào cùng với một ngày mới. Mình đã trải qua rất là nhiều cái giao thừa. Và cũng có khi giao thừa không ở Việt Nam, nhưng riêng ở Hà Nội nó có một cái không khí rất là đặc biệt. Đó là cái không khí lúc đó nó hơi ngưng lại một chút. Dạ. Nó rất là đặc biệt mà chỉ có ở Hà Nội mình mới cảm thấy được điều đó. Mặc dù có thể đi ở những nơi khác còn lạnh hơn Hà Nội, dạ, cũng không cảm được cái không khí đó. Thành ra Linh nghĩ đó là có thể là bởi vì gia đình, cái sự ấm áp của gia đình nó làm cho mình cảm xúc như vậy. Anh Khoa chưa có dịp đón Tết ở Hà Nội, nhưng người ta thường nói là ở Hà Nội có những cái thú vị rất là riêng như Mỹ Linh vừa chia sẻ. Bên cạnh đó thì người ta có nói là trong tháng Giêng thường có những cái hạt mưa xuân. Anh Khoa lại không tin là mùa xuân mà lại có mưa. Có, mưa phùn thôi. Nhưng mà cái đó là một cái nét rất là riêng của Hà Nội. Ngày xuân, sau đó mình nhìn thấy hoa đào nở đầy đường. Rồi tất cả mọi người đều ăn mặc đẹp. Mọi người có vẻ như đẹp hơn mọi ngày. Và ăn nói nhỏ nhẹ, nhún nhường hơn, hay cười, gặp nhau là chúc nhau những lời chúc tốt đẹp. Yeah. Cái mùi của Tết ấy, nó rất là đặc biệt. Oh. Vào mỗi nhà đều cảm thấy cái điều đó. Linh ăn Tết ở Sài Gòn rồi cũng không thấy cái không khí đó. Mà yeah, chỉ có ở Hà Nội mới có được cái không khí Tết như vậy. Linh nghĩ rằng là Tết Hà Nội rất là một cái Tết mà rất là đáng để trải nghiệm. Có lẽ là Khoa nên một lần đi, nên ra Hà Nội ăn Tết. Sẽ phải cố gắng. Vâng. Cảm ơn Mỹ Linh. Và thật ra thì ở Sài Gòn, ở Hà Nội, ở Cần Thơ, Đà Nẵng hay là bất cứ nơi nào ở trên đất nước hình công chữ S Việt Nam thân yêu của chúng ta, thì người ta thường nói là những cái ngày trước Tết á, thực ra cái không khí Tết nó ra vẻ Tết thẳng luôn, đúng không ạ? Mọi người sẽ sắm sửa, sẽ chuẩn bị hết tất cả mọi thứ, nhưng thường ở vào những cái ngày bắt đầu mùng 1, mùng 2 và dài sau đó thì ở ngoài đường phố dường như vắng lặng lắm. Ở Hà Nội thì cái thể hiện rõ nét như thế nào, Mỹ Linh có thể chia sẻ? Cái Tết ấy, nó là những cái ngày của gia đình. Những ngày mà để cho những người con hiếu kính cha mẹ, cháu hiếu kính ông bà, rồi những người còn sống bày tỏ sự trân trọng và tưởng nhớ những người đã khuất. Thành ra là ngày Tết thì họ thường thu về gia đình nhiều hơn. Và những ngày mùng 1, mùng 2 nên là chính là vì cái lẽ đó nên ngoài đường thường là vắng lặng. Yeah. Hơn nữa, có một bộ phận lớn những người lao động họ lên Hà Nội làm thuê trong một năm và đến ngày Tết họ cũng trở về nhà. Đấy cũng là lý do mà Hà Nội trở nên vắng vẻ hơn. Chỉ có những ngôi chùa ấy thì là đông lắm. Yeah. Và khói hương nghi ngút bắt đầu từ giao thừa là họ bắt đầu đi lễ rồi. Wow. Họ đi lễ cầu may, họ đi lễ xin lộc, họ đi lễ để gặp gỡ rất là nhiều những cái văn hóa rất là đẹp. Yeah. Của ngày giao thừa. Còn về bánh đêm giao thừa. Đêm giao thừa. Một cái khoảnh khắc là chỉ có một năm, chỉ có một ngày đó thôi, đúng không ạ? Chúng ta sẽ rất là đặc biệt so với tất cả những cái đêm khác. Vâng, đúng là một ngày. Cái không khí lúc đó nó rất là thiêng liêng. Dạ. Nó thiêng liêng và Linh nghĩ rằng
đến tận bây giờ khi mà Mỹ Linh đã lớn lên, đã có gia đình riêng của mình, Linh vẫn nhớ về cái Tết, những cái Tết thơ ấu. Nó có mùi pháo, nó có cái không khí lạnh, và nó rất là thiêng liêng khi mà mẹ mình bắt đầu thắp một nén nhang để thắp hương trời đất, rồi thắp hương ông bà để cầu xin một năm mới nó may mắn. Ngày xưa thì không xin giàu có, không xin gì, chỉ xin sức khỏe và xin đủ ăn thôi. Thế nên là cái không khí lúc Tết đấy nó rất là đặc biệt. Và cái miếng bánh chưng đầu tiên vào cái dịp Tết ấy, khi mà mình được nếm thì chắc là ngon hơn bao giờ hết. Bây giờ thì chắc là bản thân Mỹ Linh chắc ít có nhận được những cái bao lì xì đúng không, mà mình phải đi lì xì lại. Không phải đâu, cái bao lì xì này nó mang tính rất là tượng trưng. Và nếu mà mình nhận được cái bao lì xì đấy, nó giống như là nhận được cái sự may mắn cho một năm mới. Thường thì trẻ em hay mong ngóng cái đó nhất. Mỹ Linh bây giờ thì đúng là cũng không nhận được bao lì xì nhiều, nhưng mà chưa bao giờ không nhận được lì xì từ mẹ cả. Năm nào cũng, bởi vì đối với những người mẹ thì con của họ có là bao nhiêu tuổi, con trai hay con gái, cho dẫu thế nào thì cũng luôn là những cô bé cậu bé mà thôi. Thế nên là năm nào cũng nhận được lì xì từ bố mẹ. 3 năm trước thì bố mình còn thì còn nhận được của bố, nhưng bây giờ bố mất rồi thì cũng vẫn còn nhận được lì xì từ mẹ. Ngoài kia không gọi là lì xì, ngoài kia gọi là mừng tuổi. Chim vui.